Tỷ phú một tuổi con trai Dũng Lò Vôi sẽ theo đạo Phật trong lễ cúng tổ tiên sáng ngày 21 tháng 9. Ông Dũng Lò Vôi để rất nhiều đồ vật cho cậu bé một tuổi bốc thăm. Bé Hữu nắm ngay chuỗi trang hạt và chiếc chuông đồng nhỏ trong buổi lễ cúng ông bà tổ tiên vào sáng ngày 21 tháng 9, theo nghi lễ truyền thống. Con trai của ông Huỳnh Uy Dũng và người vợ thứ, bà Nguyễn Phương Hằng. Khi cậu bé này mới sinh ra, Dũng Lò Vôi đã chiều chuộng bằng việc xây 18 ngôi đền Đại Nam và muốn hướng cậu Hữu theo con đường đạo Phật. Ngoài ra, ông Dũng còn úp mở chuyện xích mích trong gia đình với người vợ cả và hai người con đầu, khi nói, thời điểm tôi đang xây khu du lịch Đại Nam, có nhiều biến cố xảy ra khiến tôi rất đau buồn. Một vết thương lòng trong gia đình tôi mà tôi không thể nói cho các bạn được. Mỗi gia đình có một nỗi niềm riêng. Ai ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tôi đã vượt qua được tất cả. Những cái gì thuộc về quá khứ thì tôi đã làm hết những gì có thể đối với vợ cũ và các con của tôi. Sau khi chia tay người vợ thứ nhất, ông Dũng bắt tay vào việc xây dựng khu du lịch Đại Nam vào năm 2008. Đúng thời điểm này, ông Dũng yêu bà Nguyễn Phương Hằng. Khi gặp được bà Hằng, ông Dũng chia sẻ, khi tôi đang lầm đường lạc lối, không biết đâu là điểm dừng thì Hằng xuất hiện, chỉ ra cho tôi những con đường sáng suốt. Có thể nói, không có Hằng thì tôi không có được như ngày hôm nay. Nhiều người nói, từ khi gặp cô ấy, tôi trẻ ra cả chục tuổi. Tuy nhiên, trong ngày lễ thượng thọ mẹ của đại gia Dũng, bà Hằng đã vướng vào một tình huống éo le khi tặng mẹ bạn trai một chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 40.000 đô la Mỹ mua từ Canada. Nhưng khi mẹ đại gia Dũng đưa ra một cửa hiệu người quen tại Sài Gòn thì người này khẳng định bà Hằng đã mua chiếc nhẫn này tại cửa hàng mình. Mẹ của đại gia Dũng Lò Vôi kể lại, mấy ngày sau, tôi mang chiếc nhẫn lên một tiệm mua bán hột xoàn kim cương nổi tiếng mà tôi quen ở Sài Gòn để kiểm tra. Người chủ tiệm vừa cầm chiếc nhẫn đã nói ngay, chiếc nhẫn này mới mua ở tiệm tôi. Tôi cãi, bà nhầm rồi, chiếc nhẫn này mua ở Canada. Bà chủ nói, Panama thì có ấy. Bà ta lấy chứng từ gốc ra đối chiếu. Đó chính là chiếc nhẫn mua tại đây, giá 10.500 đô la. Bà chủ tiệm giải thích, nếu không bị tì vết, chiếc nhẫn này trị giá 40.000 đô la Mỹ. Sau đó không lâu, bà Hằng lại vướng vào sự cố khác khi có tin đồn lợi dụng uy tín của Huỳnh Uy Dũng để huy động vay số tiền 2.000 tỷ đồng với lãi suất cao. Tuy nhiên, ông Huỳnh Uy Dũng vẫn tin tưởng vào người vợ hai của mình và cho biết, tất cả những vu khống, bịa đặt trên hoàn toàn sai sự thật. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, hạnh phúc gia đình tôi bị điên đảo. Tai tiếng rất nhiều trong suốt 3 năm qua. Nếu tinh thần vợ chồng tôi không vững, chúng tôi không an ủi, yêu thương nhau thật sự, có lẽ chúng tôi đã không thể đứng vững cho đến ngày hôm nay. Ông Huỳnh Uy Dũng nói thêm, tôi còn biết hiện nay, nhân vật này còn móc với một số người có chức, có quyền, có học thức, có địa vị hàn hoi, không ưa vợ chồng tôi, để theo dõi và xâm phạm hạnh phúc gia đình tôi một cách nhẫn tâm. Chính vì những thủ đoạn gần đây của họ, buộc tôi phải có cách treo thưởng 100 tỷ đồng như vừa qua để bảo vệ gia đình, bảo vệ danh dự cho vợ. Về con trai út Hằng Hữu, ông cho biết, con trai út của tôi ăn nước tương không à, không vướng bận như mình. Tôi thấy mừng lắm, ăn chay không sát sinh theo con đường tu tập cũng nhẹ nhàng hơn. Mỗi năm tôi đều in sách tặng con trai làm tài sản. Nhiều người ngăn cản tôi sao để tiền hết cho con. Mình cho con để hình thành quỹ từ thiện, để con có nền tảng từ nhỏ đã cứu hàng vạn trẻ em rồi. Cháu ăn nước tương rồi thì còn mưu cầu gì nữa. Hằng Hữu là còn mãi. Theo Đất Việt, ha ha ha, 问什么的说。